À, ừ, đúng rồi, của mình. Có người nói lặp lại tôi biết rồi. Ủa sao sao là của Việt Nam? Ủa vậy hả? Ừ. Ai hỏi thì cậu tên gì á? Cậu tên gì? Tên Tài. Dạ, ai muốn ai hỏi Hoàng Sa, Trường Sa ai nói? Tôi nghe cậu Tài nói Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam, còn tôi không biết gì nha. Tôi nín mà thôi, anh chịu mơ. Rồi mua cái gì ai? Được cái gì ai? Có được gì đâu? Đây không mua gì đâu? À, không mua gì chưa hả? Tôi đâu có xài tiền không mua. Trời ơi, bỏ cho. Rồi, giờ này đi đâu vậy? Tôi biết đâu, đi theo anh với anh theo Tài nè, để coi cậu Tài. Anh Tài đi kiếm lọc, đi này anh theo anh Tài kiếm lọc, không chịu cho anh. Hồi nãy nó đi nấu cắm gì mà. Hồi nãy hả? Ai nói? Nói chưa nói trời ơi. Quỳnh nói. Ủa có quay phim làm chứng không? Có làm việc, có quay phim làm chứng mà. Ủa vậy hả? Không biết, nãy đùi chắc phải tôi. Nãy là hàng tiếng mình không, còn tôi là hàng lùi mình có, hiểu không? Con cái này là để đeo trên đầu rồi phải không? Không, cái này chắc cầm ở đây nè, chả xé gì nữa. Không, cầm cái khác, cái đó đeo đầu. Đeo đầu đi. Đeo đầu, đeo đầu đi bắt ma. Ờ đúng rồi, đeo đầu. Thôi, sao mình cũng tay không biết cái gì đang xảy ra nữa. Hợp thì bỏ đi nè. Ê, con ma bự lắm hả? Không. Gì hả? Con ma trên nút cắm hay gì? Mà giờ thời này ma chứ Phật chứ ma. Ai mà xưng Phật đó ma, ai xưng ma người đó Phật, hiểu không? Nghe người không nghe, có người tên Tài nói vậy mà là Nguyễn Hữu Tài. Hữu Tài là con Nguyễn thế thôi, đề thế thôi nha, bye bye. Nói vậy có người ở bên kia hiểu, hay có người bạn cứ tên trẻ đó, xin mời tao bắt gì là. Ừ, cái xe gì không có đèn như vậy? Bữa không có mà cái bữa không cái có cái không biết bên quên mình hỏi luôn lát cho nói chứ nó từ từ để tôi biết cho tiền bỏ đâu. Bỏ cho tiền nghe không? Lấy không? Bỏ túi đi. Cho tiền lấy không? Hả? Cho tiền đi xe. Cho tiền hôm lắm hơn. Đưa gì đẹp dữ à? Đưa gì đẹp dữ à? Thôi mua cái này đi. Ê, có cái đèn nhỏ không? Cái đèn nhỏ bự quá. Trời ơi, mua cái đèn đi bắt ma. Không chả biết đâu trời ơi. Để hồi gắn cho, để hồi gắn cho. Chúng đưa đến 3 tuổi. Biết. Nít gì đâu hấu tóc chuyện chạy. Trời ơi, nít mới sinh rồi có tóc không? Chưa có một tóc. Nít chưa có tóc. Ủa còn hút đầu rồi. Bán hút cái này tóc là hút rồi. Rồi hút xì nữa nha. Rồi. Trời ơi, chị đẹp bán đèn mà còn miễn phí nữa cái còn giảm giá nữa kìa. Dễ thương quá trời luôn. Cái này được cái nhỏ nhỏ thôi. Hai cái đi hai người đi. Một cặp đi. Mở sao? Cái này nè, cái này nè, nè, bóc ra, bóc ra. Bánh chu. Gọi đi. Gọi đi. Đưa tôi lên TV đâu lên TV đâu, đâu lên TV đâu. Tiếc luôn, trời mốt tao biết cái tiệm này có tiệm nè. Tiệm Ngọc Quang Long, bán đồ rất là xịn. Mọi người tới ủng hộ nha, mày kéo hết rồi bà con cùng họ theo. Mà ở đây là ở đâu? Tôi biết đâu, bả tôi cũng biết đâu. Ở đây là ở đâu chị? Ở đây là hai cái nhỏ. Đây là Chi Lăng ha. Quay cái tiệm tôi nè. Chợ Chi Lăng phải không? Đây, chợ Chi Lăng. Mình đi An Giang. Đấy, thêm hai nhỏ nhỏ gọn thôi, làm gì nhỏ nhỏ thôi, đừng làm lớn, hiểu không? Ở trên làm bé, hiểu không? Đừng làm lớn. Bái cười. Sao? Sao chưa? Máy quá không biết. Bắt đèn chớp chỗ nhảy coi. Trời nói vui hơn chứ mình nó thấy kiểu. Còn kiểu nó chích. Cái xe không lớn nè, cái đèn nhảy thò lên 20 nữa nè. Thôi đó, nó nhảy cái đầu má ơi. Nãy giờ nói chuyện mà cứ để cái. Quên, xin lỗi. Rồi cái hộp to đâu, chả cái hộp to này. Ê, nguyên bộ đồ trùng hợp ấy ha. Quần cũng của bộ đội, mà áo cũng của bộ đội, mà vỏ cũng của bộ đội luôn. Áo này cũng đẹp nè. Áo này luôn hả? Áo này là của ai? Của ông của ông Hùng Tám. Của ông Tám à. Rồi chuyên lại trong tư rồi chuyên lại trong bãi. À. Bây giờ có nhiều người hiểu. Rồi giờ ai bận? Hả? Ai đâu, không ai nhắm lại không ai hết trơn, hiểu không? À, không ai bận hết à. Không ai nhắm lại. Không có gì tao của tao thì ngã của tao, hiểu không? Hiểu không? Không gì ta, của ta, tự ngã của ta. Hiểu không? Hiểu. Nếu mà em hiểu, coi lại cái video này của cậu này nè, 1981 lần. Đưa tôi lại. Tại vì sao? Gì á, tí tôi lòng có nói một câu. Nói cái gì? Ta không luyện 1000 cú đấm, 1000 thế đánh. Ta chỉ luyện 1 thế đánh thôi, nhưng mà luyện 1000 tỷ 1 triệu lần. Xem lại nhiều lần đi, xem lần đầu có hiểu đâu. Trong đầu cười, chê nói sàm sàm, xem 1 tỷ lần, chứ chắc ngồi thật nha. Tỷ view. Nói vậy nói thiệt đó, làm đi. Đừng mà đừng, làm xong rồi mới kết bạn luôn. Trước khi làm là đừng có nhắn gì, không hiểu. Đừng đặt câu hỏi trước khi ta xem lại. Nói giỡn cho xem lại 108 lần. 108 lần? À, lần đầu xem và ghi lại những cái điều mà mình hiểu, mình ngộ được. Cái xem 108 lần bắt đầu ghi lại, tiếp 108 lần nó sang tầng khác. Rồi tiếp tục xem tiếp 1024 lần, 2 lũy thừa 10. Rồi xem tiếp 8571 lần,
tới đó tới số 3, 1, 2, 3 rồi ok đó, tên tới lần đó nhắn tin ở đây nha. À, để cho cảm nghĩ bắt đầu đặt câu hỏi. Một lát nữa có câu hỏi bên kia nãy có cậu gì cậu có gì quên rồi à, có ông bồng Hùng Nguyễn có bao chiếc xe rồi em sẽ tới nắm mấy triệu có nhà tài tài tợ rồi cái có đóng hiểm luôn. Một lát ai trả lời đúng được câu hỏi này nè thì tặng miễn phí, tặng xe luôn. À, tặng xe mà ký giấy lần đầu lần hoàng nha, chứ không phải là nói tặng miệng đưa xe rồi không có giấy tờ. Rồi tặng cho em đi, em chưa có xe nè. Mày trả lời câu hỏi đi chứ. Trả lời câu hỏi là câu hỏi gì? Lát lên đi gặp Huyền Diệu hai người bàn được câu hỏi. Làm game show, game show tặng xe không? Rồi nói excuse me, I have the motor, I give you for free. If you send me rice for Western, I give you Western later. Ok, see you, bye bye. Nói mùi Phật, nói mùi Phật, nói mùi Phật, tắt quá. Quá trời, bữa nay quậy trời chị Lan ơi. Nhớ kiệm tôi nha, đi đâu là phải ghé nha. Tấn Hành Trường Giang có cái game gì, cái game mà nhảy đồng hồ là cái game gì quên rồi. Tấn Hành Trường Giang có cái game. Em gì? Cái nhảy đồng hồ, cái gì, cái game. À, cái chuyện này. Cái chuyện này à. À, và đây chương trình thách thức anh Hùng. Người ta thách thức danh hài, ổng thích em Hùng. À, đi cũng phải, ít nhất cũng phải vòng 4 luôn nè. Ừ. Xe giữ luôn nha, xe của... Dạ, xe của người Hiền, giả giữ rồi giữ. Không cần người Hiền đâu. Sư huynh tên gì? Sư huynh tên gì vậy? Lần đầu tiên gặp tên gì vậy? Đại Ngáo. Đại Ngáo chào mọi người. Đại Ngáo xin chào mọi người. Mới gặp lần đầu hả? Đúng rồi. Thân thiện giữa đứng quay nãy giờ tưởng là đi tìm bữa giờ đó. Vậy đó hả? Đi tìm buổi phim đó. Chắc lạ sao người dân hiểu không? Chắc lạ sao người dân. Rồi lên đường nha, lên đường nha. Chị cậu. Tại không có gì đâu, mình gọi cậu cho vui rồi. Tiếp tục nha. Số điện thoại của con là 03485. Đó cái cơ đó, chúc cái cơ đó, nhớ số hội của ta cho kỹ nha. Các ngươi nè, sau này không nhớ. Chúc bạn may mắn lần sau đó. Mình sẽ cái bắt tay cái này, xin gặp bánh cái này, ưu sắp đẹp bánh. Thôi đúng cái cơ rồi chứ. Thôi đúng cơ rồi. Chúc bạn ăn này sao. Chúc bây giờ cũng giỡn. Để nó đồ giỡn kỹ nè. 100 á, mà từ cho 97 bằng nhiêu? Còn 3. Đúng rồi, nghe trong mơ nha, không có nói màn ba tới rồi đó. Mà ba biết ba gì không? Ba đía, tôi là ba đía. Sao sao đía đía, đừng có biết gì đâu. Màn ba tới hả sư huynh? Là kéo là cái con cái ba cái màn á, kéo qua kéo lại dưới á, giống sân khấu á, kéo qua đúng đúng đâu. Đó con dài con nói, con dài con này đúng đó, vô tác rồi. Cậu gì tác không muốn lên mặt đâu. Đại Bồ Tát Phật nào lên đây mà nói sòng sàm như thế này nó ta chốt gần chết. Tại vì một cái gì mà Phật cái đời Bồ Tát là chứng động tâm thiên đại địa, không mình ra đâu chắc động cái gì đâu. Nhất cái hai là họ dám ngáo gì ao, nhiều khi những cái suy nghĩ mình cởi sai một vị Phật, một vị Bồ Tát mà là xuống địa ngục, đừng có địa ngục lối đen vũ trụ mà kinh khủng luôn, nữa mà cãi một sai một chỉ sai với một cái cổ Phật đó, quay cổ Phật đi, quay qua quay cái cổ Phật đó, cổ Phật kia kìa đi. Chỉ thì đừng quay tôi, đừng quay ta, tôi quay cổ Phật đó. Nam mô Di Lặc cổ Phật. Nam mô Di Lặc cổ Phật. Nam mô Di Lặc Phật. Nam mô Di Lặc Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cổ Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Tự nhiên cổ Phật. Nam mô A Di Đà 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 Phật. Lúc giữ lúc coi hiền cười nha. Không biết đấy, tôi biết gì đâu, không biết. Chỉ có ai lại làm những cái gì đó. Bạn ba tới rồi, vậy bà con nên làm gì? Không, tôi cái đó không nói. Trời ơi, buổi trong bây giờ á, nha. Tôi nói chuyện trong mơ. Tôi nghe cái ông mà đầu chọc, có ông dài vậy, không nói, tôi đập lại. Còn lát luôn, đừng nói, tôi nói, bắt đầu lên rồi, bắt đầu nói, tôi chỉ thiên cơ, bậy bạ, làm sáo trộn đồng dân, ly chi cái này là không được bê tính gì đâu. Đi làm đúng mất hồn. Cái đồng bóng ở đây, mình đã pháp được quy định, mình bây giờ mới không nói, mấy ông bắt chẹt, tôi bắt đầu lên, rồi công an kiếm tôi nữa. Tôi yêu quốc, tôi bảo vệ luật pháp Việt Nam. Đúng không? Mấy ông mấy phim nó có một câu quen ngồi chơi chơi trang quá. Nhưng mà ý đề nó là ông kia, ông ở trong chị trong mơ, có ông đồng chọc, ông dài. Mà thì nói bà không nên làm gì. Mà đổ bên trắng, đổ bên đen. Mạng ba hả? Liệu bất, trời ơi, làm lành đánh dữ. Năm giữa hồ dài, sống lượng có pháp luật, vậy đó. Ăn thở thì vậy đó. Phải chọc cho sư huynh nói ra, không có là sư huynh. Không nói đâu, Nói đâu, cứ giỡn thì giỡn rồi. Nói luôn nè, nói thẳng luôn nha. Cái đây trên mạng đang ngồi, đập lại thôi nha. Bước cũng nằm mơ cái mình bấm lên YouTube đó. Chị nằm mộng trong mơ rồi. Cái có một cái gì đó, quyển sách diệu Phật Di Lạc cứu kiếp 1971 gì đó. Trong đó nó có ghi cái câu mà không biết đúng hay sai. Tại mình không biết đúng nha, tôi không biết nha, tôi nghe nó đập lại thôi, mình tự kiểm chứng nha. Tại tôi không rành, tôi không biết rồi, tôi không biết vô mình thôi.
cơm, không có gì ăn, bắt đường mọi người đi đâu, mô gì còn cái mô gì, tại cũng phải có nói gì sai của bà con, tại nói chỉ trong mơ, mọi người nghe ông kia nói lại cái chuyện gì đó, không kể mình nghe, tại vì nằm mơ thì có những cái mơ mình nhớ được, nhưng mà người trong mộng á, mình không biết mình được mình đang mộng tỉnh rồi biết, hồi nãy mình mộng, dạ, mô gì còn, có 2 vị bông chú, không biết ngủ con đi ngơ ngơ, đó, nhiều con lại quốc luôn. Coi sách đá, sách đá của bốt phòng vô của mấy bên đó, mấy anh sách đá của bốt người mà tin dùng chi điểm gì đó kiếm ai trả đĩa bay lại cho tôi, năm mô gì đâu Phật, năm gì là đĩa bay không, rồi tên đó có đĩa bay á, có đĩa bay luôn hả, mà quay giờ không kịp mình trả cho nó rồi, nó cứ chờ tôi mình mất tiêu rồi, nó chạy mất tiêu rồi, làm ơn trả 2 đĩa bay này cho tôi, năm mô gì là Phật, tôi chạy nó bằng 2 cái mà được. Giống nói hết trơn còn tạm hiểu thôi chứ giống gì giống. Bên này lộ đi. Thì lộ phải đi lộ mới lộ được. Ừ, mình quá. Nếu mà được khỏi lộ nha, không có lộ ai đâu. Ừ, sống rồi đi ra lộ. Chứ sống rồi phải cho thanh lên đêm cần kiếm đêm chết. Nó bán không anh? Đó. Nó bán không? Không. Giờ mà đổi 1.000 để ra nguyên núi vàng lại cũng bán. Trời ơi. Đâu phải có tiền mua được hạnh phúc đâu. Ừ. Đúng rồi. Nhưng mà ai mà làm động tác này tặng ai nói được mà cái gì mà dân ái nè, ái nè, ai nói gì mà ái, ai nói cái gì mà ái không biết tặng gì, nó ái chưa từng nghe chưa.